Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhau ôn lại chặng đường 45 năm mất nước của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi ngược lại vào thời điểm tháng 4 năm 1975, thì mỗi người sẽ có những cái ký ức khác nhau. Mình nói là sự kiện tháng 4, nhưng mà từ tháng 3 là đã rất là náo loạn, đồng bào đã phải chạy loạn từ miền Trung, từ chạy vào. Tôi nhớ đó, tôi ở Đà Lạt. Thì vào ngày 31 tây tháng 3 đại đêm đó là tỉnh trưởng của tỉnh Tuyên Đức tuyên bố là di tản. Vâng. Và tôi nhớ lúc đó là tôi được ngồi trên một cái xe cam nhông và đi theo đoàn người di tản đi xuống cái đèo Sông Pha, và rạng sáng ngày 1 tháng 4 là đã trên đèo Sông Pha rồi. Vâng, dạ. Và Thiên Hương là những người sống ở Sài Gòn thì cứ hàng ngày theo dõi tin tức, và cứ hàng ngày cái bản đồ ở trên TV cứ đỏ dần. Và khi mà nó đỏ đến đâu thì chúng ta lại lo lắng, phập phồng, nghĩa là kinh hãi tới đó. Và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến, ngày 30 tháng 4. Nó như là một cái, phải nói là trời sập xuống. Phải nói là chúng ta cảm tưởng như là tất cả đều mất hết. Và cái ngày 30 tháng 4, khoảng 29-30, có những người, đó là cái mốc mà người ta đã rời khỏi Việt Nam. Trong đó có nhạc sĩ Nam Lộc của mình. Vâng, chính vì lẽ đó, kính thưa quý vị, nhạc sĩ Nam Lộc sau những ngày tháng lênh đênh trên biển để đi đến một cái bến bờ tự do, ông đã sáng tác những cái ca khúc mà để đời cho tới bây giờ. Đúng vậy, gần như không có năm nào mà tới ngày 30 tháng 4 mà mình không nghe hoặc không hát những nhạc phẩm tiêu biểu đó. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc Sài Gòn ơi, vĩnh biệt, và xin đời một nụ cười với các tiếng hát của gia đình của Thiên Hương, thưa quý vị. Bởi vì trong mùa dịch thì chúng ta đoàn du ca Nam Cali cũng không thể được gặp nhau để mà tập hát, cho nên chúng tôi phải chia ra thành từng đơn vị gia đình, mỗi gia đình tập hát và đóng góp cho chương trình hôm nay. Và tiết mục đầu tiên là gia đình của Thiên Hương. Xa cứ khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng, trông gai tăm tối, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi tuyệt vời.
giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười ngát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường, đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng cây còn ngước nghiêng nghiêng, hay đã khóc thương cho người đi. Khi đợt sóng người hối hả ra đi, để lại những người bàng hoàng, ngơ ngác, không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Họ có cảm tưởng như tất cả đều sụp đổ và ban ngày bỗng dưng trở thành ban đêm. Đó là ý thơ của Thi Hạnh trong thi phẩm Du Lời Tháng Tư, đã được nhạc sĩ Đình Đại phổ nhạc và Thu Sương từ Paris sẽ trình bày cho chúng ta nghe sau đây. À ơi, dù người dù anh ngủ, à ơi. Giấc này là giấc ngủ ngàn thu,
này.